Shopee của Bác Công Nghệ có bán điện thoại Samsung chính hãng giá rẻ nhất thị trường, điện thoại ROG Phone 6 phủ cáp sạc của Realme, Xiaomi, Samsung 33W, 65W, 120W cùng rất nhiều những mã quạt tản nhiệt cho điện thoại phụ kiện cho anh em game thủ đây nhá. Các bạn hãy lên Shopee tìm kiếm shop Bác Công Nghệ, ấn theo dõi và cập nhật các thông tin mới nhất nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bác Công Nghệ. Vào chiều ngày hôm qua thì ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024 ấy, thì sự kiện ra mắt chiếc Xiaomi Redmi Turbo 3 đã có rồi đúng không nào? Và với ngày hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2024 ấy, thì tiếp tục ra mắt chiếc Realme GT Neo 6 SE. Tất cả những anh em mà trước đây đã sử dụng những cái dòng điện thoại như kiểu Redmi Note 12 Turbo hoặc là Realme GT Neo 5 SE ấy, thì chắc hẳn anh em đều biết rằng cái từ Turbo và cái từ SE của nhà Xiaomi với nhà Realme ấy là một cái gì đó mang tính biểu tượng rất là lớn rồi đúng không nào? Những chiếc máy mang cho mình cấu hình cực kỳ cao với các thông số về phần cứng khá là ngon, trong khi đấy mức giá lại cực kỳ rẻ nhé. Và ở trong video ngày hôm nay mình sẽ so sánh hai con chip Snapdragon 8S Gen 3 trên em Xiaomi Redmi Turbo 3 và con chip Snap 7 Plus Gen 3 trên Realme GT Neo 6 SE nhé. Ok, bắt đầu video thôi. Ok, trước khi mà vào video ấy, thì mình sẽ show cho các bạn xem cái video bóc hộp em Redmi Turbo 3 này. Thiết kế của hộp vệ thì vẫn như mọi sản phẩm khác của Xiaomi thôi, không hề bảo vệ môi trường nha. Đầy đủ củ cáp sạc và ốp điện thoại nha, màu đen rất là đẹp luôn. Tuy nhiên cái cảm giác của mình ấy thì em Xiaomi Redmi Turbo 3 này nó có phần thiết kế hơi giống một chút so với OnePlus A2V nha. Cũng cái kiểu sắp xếp cụm cam này, nhưng mà cách sắp xếp của đèn led ấy thì nó hơi khác một chút. Nói chung ấy, cái phần mặt lưng hơi bo cong này và cái khung viền vuông vức này thì khá là giống OnePlus A2V. Trong khi đấy thì hình ảnh của em Realme GT Neo 6 SE thì mình thấy rằng nó có một cái điều gì đấy giống như cái dòng Realme GT 5 ấy, nhưng mà thực sự cái cụm cam này mình không đánh giá đối với khu thẩm mỹ của mỗi người nha, nhưng mà đối với mình ấy thì mình thấy nó cứ thế nào ấy đúng không nào. Và hai con chip Snapdragon 8S Gen 3 và 7 Plus Gen 3 thì đều được sản xuất trên tiến trình 4 nanomet với cấu trúc lõi là tương tự nhau nha. Tuy nhiên cái con chip Snap 8S Gen 3 ấy, nó có cái xung nhịp CPU cao hơn tầm khoảng 200MHz so với 7 Plus Gen 3 nha. Mình sẽ show cho các bạn cái biểu đồ review giữa hai con chip này này. Với phần CPU performance ấy, tức là cái khả năng xử lý các tác vụ của CPU và giống như kiểu là quản lý hệ điều hành này, quản lý các tác vụ và cả vuốt chạm các thứ, nhận thông tin đầu ra đầu vào ấy, thì em Snapdragon 8S Gen 3 đang có số điểm là 81, trong khi đấy 7 Plus Gen 3 chỉ là con số 77 thôi. 8S Gen 3 đang nhỉnh hơn một chút nha. Đối với cả gaming performance ấy, Snap 8S Gen 3 thì sẽ đi kèm với GPU là Adreno 735 nha. Còn 7 Plus Gen 3 thì chỉ đi kèm với Adreno 730 thôi, nó kém hơn một chút. Điều này chứng tỏ rằng Snap 8S Gen 3 chắc chắn sẽ có những cái cải thiện một chút thôi. Tuy nhiên, mình là người sử dụng bình thường này, mình sử dụng các tác vụ bình thường như kiểu Facebook, Zalo, TikTok, Facebook các thứ ấy, thì hai con chip này đủ sức cân rồi đúng không nào? Chỉ khi mà các bạn test ở trên những bài test cực kỳ nặng như kiểu là vừa đoan tu này, vừa chơi game này hoặc là vừa quay phim màn hình này thì cái sự chênh lệch hiệu suất mới được thể hiện rõ ràng ra. Với cái số điểm khá là cao, tầm khoảng 1,7 triệu điểm, thì hai con chip này khá là tương tự nhau đấy nhỉ. Về cái khả năng duy trì pin này thì mình thấy cả hai con chip này đều có một số điểm như nhau là 91 và 91 nha. Tuy nhiên với mỗi con máy khác nhau và với mỗi cái hệ điều hành tùy chi biến khác nhau của từng hãng ấy, cho nên là mình nghĩ rằng cái điểm số này chỉ là tham khảo thôi. Cùng một con máy mà hai bản ROM khác nhau ấy, thì với cái sự điều khiển của CPU thì mình đã thấy rằng cái khả năng duy trì pin của em nó đã khác nhau rồi. Chưa nói gì đến hai em thuộc hai hãng khác nhau, đó là Realme và Xiaomi. Ok, và ở phần đa phương tiện ấy thì mình thấy rằng con chip Snapdragon 8S Gen 3 được hỗ trợ quay video lên đến 8K và ở trong 30fps nha. Trong khi đấy thì 7 Plus Gen 3 chỉ hỗ trợ đến mức là quay 4K ở 60fps thôi. Cho nên nếu xét về vấn đề quay chụp thì mình thấy rằng Xiaomi Redmi Turbo 3 hiện tại sẽ là ngon so với cả Realme GT Neo 6 SE nhá. Đấy là thông số chỉ về mặt lý thuyết thôi. Còn về thực tế thì còn dựa vào khả năng tối ưu phần mềm của từng hãng nữa. Mình thấy hai con chip này thì cũng một ông 49, một ông 50 đúng không nào? Cũng chả kém cạnh gì nhau. Ông này hơn cái này thì ông kia lại hơn cái khác. Và với điểm số AnTuTu vơ 10 ấy, thì em chip Snap 8S Gen 3 đang có một số điểm đó chỉ là 1.440.000 điểm nha. Và điểm số của 7 Plus Gen 3 thì là 1.366.982 điểm. Đây là số điểm chỉ dựa trên GPU và CPU thôi. Còn thực tế khi mà sử dụng hai con chip này trên một con máy Redmi Turbo 3 chẳng hạn thì em nó còn cộng thêm một số điểm số như kiểu là về AI này, về memory, về RAM, về bộ nhớ các thứ. Cho nên khi mà đo điểm số AnTuTu ở trên em Redmi Turbo 3 ấy, thì em nó được hơn 1.700.000 điểm cơ. Đó. Và ở trong shop của mình, shop Bác Công Nghệ thì đang có pre-order Redmi Turbo 3 nha, với giá cực kỳ ngon luôn. Hôm qua mình mới đăng lên khoảng 3 sản phẩm thôi, thế mà chỉ trong 10 phút đã hết sạch slot pre-order Redmi Turbo 3 rồi. Các ông đặt được với cái mã khá là ngon, cho nên là giá của bảng 12256 ấy chỉ còn 6.800.000 thôi. Tôi phải khâm phục sự săn sale của các ông đấy các ông ạ. Ok, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn.